Rồi, xin được gửi lời chào đón toàn thể tất cả các bạn và quý vị đang xem, chuẩn bị xem cái video của mình tiếp theo. Như hôm qua mình có thực hiện về cái video mà liên quan tới vấn đề mà các bước kiểm tra cũng như là các bước test trước khi mà chúng ta bước vào cái công việc đó là vệ sinh máy lạnh hoặc là bảo trì máy lạnh. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video tiến hành vệ sinh máy lạnh để mà cho các bạn xem, các bạn sẽ có thêm kiến thức. Thì trước tiên tất nhiên là chúng ta phải có một cái bộ máy rửa. Hai cái máy này sử dụng cho những anh em thợ bên công ty của mình. Thì chúng ta sẽ kết nối vô. Nhưng các bạn lưu ý nè, khi mà sử dụng cái máy rửa này thì thật sự là theo như những kinh nghiệm mình trải qua đó, thì có một số bạn họ dùng cái máy rửa mà cái tia, có nghĩa là cái vòi nó là vòi một tia. Thì cái điều đó thì thật sự thì cũng được thôi, nhưng mà nó không có nên cho lắm. Tại vì khi mà sử dụng cái máy rửa mà có cái vòi xịt mà một tia như thế này, ví dụ mà cái này là tia tự mà có thể tăng chỉnh được, gọi là đa năng, nó thể tăng chỉnh được nè. Thì khi mà sử dụng vòi một tia đó, các bạn biết không, nó sẽ gây nên cái hiện tượng là dễ bị mớp cái vàng, dễ bị mớp cái lá nhôm ở trên cái vàng á, nó dễ bị mớp cái lá nhôm. Vậy cho nên khi mà chúng ta sử dụng cái loại như thế này, đây nó sẽ tăng đưa, các bạn thấy cái miệng nó mở không đó, thì cái độ phủ của nó sẽ nhiều hơn, dài hơn, và nó sẽ hạn chế cái phần áp lực nước. Khi chúng ta chỉnh siết lại thì nó sẽ áp và hạn chế áp lực nước, tránh cái tình trạng là bị mớp cái lá tản nhiệt ở trên cái vàng lạnh. Đó là lý do tại sao mình khuyên các bạn nên sử dụng cái loại mà cái đầu loại này cũng được, hoặc là cái đầu đầu bằng kim loại mà chỉnh, nói chung là tăng chỉnh để mà có cái độ phủ rộng á, và áp lực nước cũng tương đối thôi, đừng có quá mạnh. Mạnh quá nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị mớp cái vàng lạnh, hoặc là mớp cái vàng trao đổi nhiệt, thì điều đó là không có hay ho gì. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem để chỉnh tăng đưa là sao, rồi chút xíu chúng ta sẽ tiến hành các bước lên trển để tháo mặt nạ và hướng dẫn các bạn cái cách bọc cái bạt rửa làm sao để mà chúng ta rửa cái máy cho nó an toàn, nó không có bị văng nước nhiều tùm lum té kéo. Thứ hai là tránh cái tình trạng mà mình không biết cách đó, mình rửa tại nhà đó mình xịt rửa làm sao mà nó lỡ nó vô cây quạt và nó gây cái hiện tượng bị chạm cây quạt, bắt đầu nó hư sung thì sẽ gây báo lỗi ha. Rất là nhiều cái yếu tố mà chúng ta cần lưu ý trước khi mà chúng ta tiến hành vệ sinh. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem, bật cái cầu dao lên, bật cái máy này cho nó chạy để coi cái nước nó như thế nào, để các bạn sẽ hiểu tại sao mình lại khuyên các bạn sử dụng cái loại vòi á, mà nó chỉnh đa năng được ha, nghĩa là chỉnh cái độ phủ độ rộng ra, chứ loại mà một vòi mà nó bắn một tia thì nó không hay cho lắm. Đây mình đang cho nó bơm lên, các bạn thấy không, chút xíu nó sẽ bơm lên. Từ từ nó đang bơm nước lên. Bây giờ chúng ta lưu ý gì như thế này nha, khi mình sẽ mở thử để coi cái giò này như thế nào, thì mình sẽ chỉ cho các bạn biết cái giò nó mở nó phủ cái diện tích rộng là sao, để chúng ta rửa máy nó không có bị ảnh hưởng tới cái lá nhôm đó. Còn nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại mà một tia thì nó sẽ dễ làm tình trạng mà mất cái lá dễ nhiệt của chúng ta. Bây giờ mình sẽ thử chưa cái, sau đó chúng ta sẽ vô mở mặt nạ rồi bọc bạc các kiểu, rồi bắt đầu mình mới tiến hành mình rửa, ok ha. Vậy quý vị xem nha, là xem nó tia như thế nào mình chỉnh. Thì các bạn sử dụng này, đây nghe nó tia này, đây là một tia này, thấy không, nó dùng để thông nhẹ. Bây giờ mình mà chỉnh nó rộng hơn đó, cái đầu phủ nó rộng hơn nè, cái đầu phủ nó đi nó bự hơn, các bạn thấy không, nó gang tay nhưng mình chỉnh bớt lại đó, mình tăng giảm đó, cái này là được rồi ha. Rồi chúng ta tạm thời để đây, bây giờ mình vô mình mở mặt nạ của cái máy lạnh ra, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành bọc bạc, rồi mình sẽ vệ sinh nó. Thì như cái mình đã hướng dẫn các bạn, chúng ta cần phải chỉnh làm sao cho cái độ phủ nó rộng ra, đừng có một tia chỉnh một tia gì nó dễ bị ảnh hưởng đó nhau. Bây giờ mình sẽ lên mở hai con ốc ha. Thì mặt nạ nè, các bạn sẽ xem thao tác của mình. Trước tiên mình sẽ mở này, mình dùng bút viết ba kem mình mở nha. Mình sẽ mở lấy cái tay nè. Cái này con hôm qua vừa mới thực hiện cái video cho các bạn xem, là hướng dẫn các bạn cái cách các bước thực hiện trước khi tiến hành vệ sinh máy. Mà chúng ta dùng cái tay nè, các bạn biết không, khi mình dùng cái tay góc này nè, nó có cái kẽ, nó có cái cạnh cái gờ nhỏ nhỏ chỗ này nè, không đó, thì cái tay chỗ này nè mình đặt cái vô, bung nó ra như vậy không, mở ra bên đây cũng vậy luôn đó, nó có cái gờ đây nè, các bạn có cái tay mình nè, không gỡ ra. Thì khi mà một người như chúng ta ở nhà đó, chúng ta có thể tự tháo ra rồi đi rửa cái lưới ha, cái lưới này nè, chúng ta dùng bàn chải chúng ta vệ sinh đó, thì mình gỡ ra ha các bạn. Rồi sau đó là chúng ta sẽ mở cái lá đảo ra, mở hai ốc hai bên và mở luôn đằng kia nha.
tại vì ở đây mình có một mình quay video à, nó hơi khó, mình sẽ phóng gần lại để các bạn dễ dàng hơn, dễ xem hơn. Đây, khi mà vệ sinh máy lạnh chúng ta sử dụng một cái cây tương chích 3K để mà chúng ta mở ốc nha. Đây, mình sẽ mở cái hai con ốc ở hai bên ha, rồi sẽ mở mặt nạ. Bây giờ các bạn chịu khó xem video với mình. Đây, mình sẽ hướng là như vậy, tại để ở dưới đất á thì nó dễ thấy hơn. Đây. Từ nha, để mình chỉnh cái camera cho nó ngay ngắn đàng hoàng là hết, thì bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem. Đó, như thế này thì chắc mọi người có thể xem dễ dàng hơn rồi, đúng không? Đây, mình sẽ xoay lên. Đây, mình sẽ làm gì đó mở. Bây giờ trước tiên là mình mở ra rồi, mình sẽ tiến hành mở cái lá, gọi là cái lá cửa sổ lên xuống, như là mình mở ra. Sau đó mình dùng hai cái bàn tay mình móc ra. Rồi, các bạn cần cái gì? Cần có cái vít ba ke, cần cái túi vít ba ke, cái hai cái khăn khô để một cái lau, một cái để tấn cái bo ra lại, để cho nước nó đừng có văng qua bên cái bo mạch, không, nó hạn chế cái việc mà bị chạm chặt. Rồi chúng ta cần phải có một cái bạc như thế này, cái này gọi là cái bạc rửa này chúng ta có thể mua ở ngoài những cái cửa hàng bán vật tư điện lạnh, thì các bạn có liên hệ, có thể đi đến đó liên hệ để mà mua, thì các bạn cứ nói rằng là bán cho tôi một cái bạc rửa máy lạnh thì chúng ta mua được. Thì nếu mà có loại bạc tốt á, tầm khoảng chừng 250, mà cái loại bạc mà tương đối thôi, nghĩa là loại thường mà các anh em thợ hay sử dụng, khoảng chừng 120 đến 130 ngàn, thì chúng ta có thể mua cái đó để mà chúng ta dùng ở nhà. Nhưng với điều kiện các bạn phải có máy bơm tạo áp lực ha, thì xịt rửa máy. Nhưng mà cái điều lưu ý là cần là cái van các bạn phải chỉnh làm sao để mà cái độ phủ nó rộng, đừng có chỉnh một tia rất dễ gây đến tình trạng là bị mớp cái la nhờ. Bây giờ mình sẽ lên mở ha, một chút xíu mình gắn cái này nè. Ở ngoài mình mua một bộ sẵn thì mình sẽ về chế cái này thêm ha, thì ở ngoài bán nó có sẵn cái này nè, cái đầu này chúng ta mua cái bộ này riêng nữa. Mình gắn cái ống này vô, ống nhựa này vô, nhựa dẻo vô, bắt đầu kết nối đó, đẩy sát nó vô để cho nước chút xíu, một chút xíu chúng ta rửa đó, nước nó sẽ ứ trong này và nó chứa, nó dẫn cái này đi vô trong thùng ha. Bây giờ mình sẽ lên mình rửa cái máy lạnh, mình tháo cái máy lạnh cái rồi chút xíu sẽ bọc nó vô ha. Bây giờ ok rồi, sau khi kiểm tra tháo lưới rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở nó ra. Đây, mở đây. Tiếp tục chúng ta sẽ mở bên này. Trước khi mình xịt rửa để tránh tình trạng chạm chập nha. Hồi nãy giờ mình chưa cúp, bây giờ mình bắt đầu mình sẽ cúp tại đây. Remote tắt rồi. Bây giờ mình sẽ cúp cái cầu dao đi. Để chi? Điện nguồn nó sẽ không còn ở đây, thì chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh máy nó đỡ nguy hiểm hơn. Chứ nếu mà còn để nguyên điện này kia nọ xịt rửa vậy nó sẽ không an toàn. Lưu ý nha, hai cái khăn chúng ta sẽ bịt che bo lại, và cái khăn này chút xíu chúng ta sẽ dùng để lau chùi. Mà với điều kiện khăn phải sạch chút xíu nha quý vị, chứ chúng có nhiều anh em đi làm mình thấy cái khăn gì đâu mà nó dơ quá, đi tới nhà người ta rửa cái máy lạnh trăm mấy gần 200 ngàn mà cái khăn nó dơ hèm, mà thì lao lên rồi nó còn dơ hơn là lúc chưa rửa nữa quý vị. Bây giờ mình sẽ tháo mặt nạ ra và tiến hành làm. Các bạn lưu ý là mình sẽ cần một cái xô hướng nước dơ, cái ống này nè, từ cái trên đi xuống thì nó phải có cái chỗ hướng nước dơ. Bây giờ mình sẽ mở mặt nạ ra. Các bạn lưu ý nè, mình dùng hai cái tay mình, tay trái tay phải, cái tay đưa bên đây, cái tay bên đây, để sát cái ngàm ở trên đó, sát cái ngàm vô, bấn nhẹ là lên nè, chỉ cần bấn vậy lên thôi, bấn vậy lên cái là nó sẽ tuôn cái ngàm ra và chúng ta tiến hành bọc vào.
Oxyban này các bạn lưu ý nè. Đây thì khi mà đặt vô mở cái mặt nạ thì chúng ta lưu ý những cái ngàm đây, đây những cái ngàm này, hai những cái ngàm này nè. Đấy thì khi đặt cái tay mình vô này, mình đưa cái bàn tay mình nè, đưa vô trong này, đặt chỗ này nè, lên về bên chỗ này nè, mặt lên, và đồng thời nó còn thêm hai ba cái ngàm dưới đây nữa, một vài cái ngàm dưới đây nữa nè, các bạn thấy không? Đây một cái, đây một cái, thì chúng ta phải cẩn thận chuyện đó ha, chứ để thôi mình không biết cách mình gỡ, nó gỡ hoài gỡ không có ra. Rồi, thứ hai là cái tình trạng nó dễ dẫn đến tình trạng là gãy ngàm nhựa, thì lúc đó mình phải là đi hàng lại nữa thì nó cực. Ok rồi, mình lại đi nha. Để đây, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy cái xô đựng nước ha, và cái carbon mạch ở đây các bạn thấy cái con mắt nằm đây nè, con mắt máy lạnh á, đây nó nằm đây, lưu ý nha. Cái này chúng ta làm phải cẩn thận. Đây con mắt máy lạnh nằm đây nè. Đấy, con mắt tín hiệu nằm đây. Và thấy không? Chúng ta sẽ tháo nó ra, bỏ ra bên ngoài kỹ lưỡng nữa thì chúng ta sẽ dùng một cái khăn. Cái khăn như thế này chúng ta chụp nó lại, và một cái khăn nữa chúng ta chụp luôn cái bo mạch ở chỗ này lại. Thì lúc đó nó sẽ an toàn ha. Rồi mình sẽ đồng thời mình coi cái quạt nó dơ dữ không nè. Đây các bạn thấy không? Cái quạt này có dơ dữ không? Cũng dơ mà chưa có nhiều, nhưng mà tại mình muốn làm cái video để cho các bạn xem. Đấy, cái quạt nó cũng tương đối dơ thôi. Thì các bạn biết một khi mà cái quạt nó dơ quá nhiều như vậy á, nó dơ quá nhiều như vậy là nó gây cái hiện tượng gọi là đối lưu gió không có đều. Ok ha. Ờ đó, bây giờ chúng ta xem mình sẽ gỡ này ra. Thì gỡ cái này nó cần có một cái cây chích thủy điện trên này, cái góc trên này nó có cái ngàm. Đây các bạn thấy không? Có cái ngàm này, là lại hai ngàm này ra, bỏ con mắt ra bên ngoài. Thì chúng ta sẽ lấy khăn làm lại tiếp, và lại dùng cái khăn tiếp theo nữa, hai cái khăn thứ hai che cái bo mặt này lại, rồi mình mới bọc bạc. Thì bọc bạc nó có cái kỹ thuật của bọc bạc. Chúng ta dùng cái bạc này chúng ta bọc làm sao để nước khi mình rửa máy mình vệ sinh á, để mà nước nó đừng có văng ra hai bên hoặc là nó nhiễu tùm la. Thì nếu mà chúng ta bọc không kỹ, nó bị hiện tượng mà nước văng lại chảy tùm la trong nhà khách hàng hoặc là chúng ta làm ở nhà đó, thì cái đó gọi là chưa có đạt ha. Thì trong nghề mình gọi là chưa có đạt á, cần phải kỹ lưỡng cẩn thận hơn nha quý vị. Rồi, đại khái mình sẽ dùng cái giấy thiệu điện mình tháo ra. Bây giờ mình bọc xong rồi. Có một vài cái lưu ý như thế này. Ở đây nước mình cho nó thoát đi ra ngoài cái cửa sổ luôn ha. Nó chảy ra ngoài sân luôn, nó chảy ra ngoài mấy hiên đây. Đây nó chảy ra ngoài mấy hiên. Rồi cho nó đi ra ngoài kia luôn, xuống cái lỗ thoát nước của cống. Thì khi mà chúng ta tiến hành mà treo cái bạc lên, làm sao mình treo làm sao để cho cái bạc nó ăn khớp như vậy nè, để khi mình rửa nước chảy xuống đây vô ống đồng nó không có lam trong tường. Ép những cái góc này cho nó kỹ lại. Còn ở đây mình thấy nó ép không sát, ở đây có dây điện tại vì cái máy cái bát này chế, mình phải dùng cái dây điện mình tấn lại ha. Các bạn lưu ý và chỗ này đó, các bạn thấy mình che không? Mình che cứng kỹ lại cái chỗ này để cho nước nó không có vô bo mạch. Thứ hai là cái trong này có cái mô tơ quạt, các bạn để ý này, trong này có cái mô tơ quạt thì chúng ta xịt cũng phải cẩn thận ha, xịt tới đằng này thôi. Lưu ý nè, mình cái này là quan trọng, mấy anh em thợ hay bị thỉnh thoảng bị chết quạt hoài. Ví dụ mà chúng ta xịt sát vào đây thì những anh em thợ nào có kinh nghiệm, người ta biết là chỉnh nước nhỏ, nước yếu lại, nó chỉ là rửa sạch cái lòng quạt là thôi. Thì thường các bạn nếu mà chưa có kinh nghiệm hoặc là mình chưa có rành rõ gì đó, mình nên rửa từ đằng này nè, mình rửa đi ra đây tới đây hết luôn, hiểu không? Chứ đừng có rửa xịt cái gần cái chỗ cái mô tơ quạt này quá, tại trong cái mô tơ quạt nó có cái chỗ mà tiếp điểm điện của cái cọng dây điện á, của mô tơ quạt nó dẫn vô bo, và nó là xung điện xung. Thì chỉ cần ướt một chút xíu, bị ẩm ướt thôi, chứ không cần phải là nước nhiều đó các bạn, thì cái quạt cũng bị báo lỗi. Vì vậy cho nên mình không có khuyến cáo các bạn vệ sinh cái lòng quạt mà nằm ở sát trong này thì là không nên. Chúng ta chỉ nên từ đằng này nè đổ ngược ra đây thôi để mà cho nó an toàn. Với thứ hai, khi mà chúng ta rửa quạt á, thì chúng ta vịn cái tay chỗ này nè cứng lại, thấy không? Mình vịn cứng lại nè, thì mỗi một lần đi hết một cái tour là lòng sóc này thì chúng ta sẽ đảo nhẹ vậy lên đó. Chúng ta sẽ đi từ đảo tới đảo lui, đảo tới đằng này hết, xong giờ qua đó mình rửa tiếp tục, đảo hơi lần này hết, mình rửa lại cho đến khi nào hết toàn bộ cái vòng tròn của cái lòng sóc này thì thôi, thì nó sạch, mình cảm giác nó sạch rồi, không cần rửa nữa ha. Ok nha, bây giờ mình sẽ tiến hành đem cái vòi súng vô đây và rửa để cho các bạn xem. Thì sẽ mất cũng khá là nhiều thời gian, cho mình sẽ cắt ngắn cái làm nhanh cái phần chỗ này để cho các bạn xem. Thì chỉ cần chúng ta đưa cái vòi lên đây, chúng ta xịt làm sao đừng cho nó mớp cái vàng như quý vị. Ở đây cái vàng này còn rất là tốt nè, nó không có dấu mớp luôn ha, rất là tốt, còn rất là ngon. Đây ống đồng cũng còn ngon luôn nè, không có dấu hiệu gì cả, ống đồng còn rất là màu hồng, nó còn đỏ luôn. Đấy là tất cả những gì mình cần ấy hướng dẫn các bạn rồi. Và cái chỗ này thay vì mình dùng xô, nhưng mà ở đây có cái cửa sổ
mình tận dụng cái cửa sổ này mình cho nó nước nó ra đây luôn đó, nó thoát ra để nó chảy ngoài sân luôn thì nó không cần phải hứng xô làm gì. Để các bạn lưu ý nha, cái cách bọc bạt chúng ta phải kỹ lưỡng, đừng để cho nó nước văng qua hai bên, nó văng qua hai bên rồi nó văng lên trên vách tường tùm lum tùm la hết là không có tốt ha. Thì mất công mình phải lau chùi quét dọn đi cái chỗ người ta ở, cái phòng người ta ngủ. Mà những cái vị trí này cũng tương đối là dễ á, chứ những cái vị trí mà khó là nằm ở trong cái giường nệm, các bạn biết không? Thì nước mà chúng ta rửa mà nó lỡ mà nó ứ mà nó nhiễu ngay cái giường nệm chắc là hư luôn cái nệm của khách hàng, thì lúc đó chúng ta sẽ bị người ta mắng vốn gì lắm rồi nha. Thì mình lưu ý cho nó, bây giờ mình sẽ kéo cái ống nước cho mình rửa. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rửa. Các bạn quan sát cái động thái của mình nha. Mình sẽ cầm cái vòi thế này, chúng ta sẽ lia qua lia lại cho sạch trên cái vàng, sau đó chúng ta sẽ đưa xuống cái quạt hộp sóc, nhưng các bạn cố gắng mình lắc nhẹ thôi mà làm từng là từ từ chứ đừng có vội ha. Phải đảm bảo điện phải ngắt hết để mà nó an toàn. Chúng ta lưu ý nha, sau khi rửa chút xíu mình sẽ cho nước ráo xuống, mình sẽ kiểm tra lại để coi nó sạch hay không. Tại vì cái máy này nó không có dơ máy, cho nên mình chỉ cần lia qua để cho cái lượng bụi nó rớt xuống ha. Rồi đồng thời là chúng ta chút xíu sẽ kiểm tra lại cái motor quạt coi mình rửa được phần sạch được phần nào chưa nha quý vị. Rồi thì mình chỉ cần tiến hành ráp những cái linh kiện ra thôi. Bây giờ bắt đầu mình cho chạy thử. Ok nha. Các bạn, coi như chúng ta đã tiến hành vệ sinh xong sạch cái vàng này với lại cái quạt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái bạt bọc đựng chứa nước á, tháo xuống, lấy khăn này ra hết và gắn tất cả những cái linh kiện lúc nãy chúng ta tháo á, gắn lại vị trí cũ. Rồi cái công đoạn cuối cùng là công đoạn test máy sau khi chúng ta đã vệ sinh, thì xem coi nó có bất kỳ cái hiện tượng gì lạ hay không, có tiếng kêu ồn lạ hay không, hay là nó có bị sự cố gì mình xử lý nó. Bây giờ tạm thời mình sẽ lên đây mình tháo xuống, tháo tất cả những gì nãy mình gắn lên để mình chứa nước, là mình tháo xuống mình sẽ ráp cái thiết bị này vô ha quý vị ha. Rồi các bạn ơi, coi như chúng ta đã hoàn tất cái việc bảo trì, bây giờ chúng ta đã gắn mặt nạ lưới rồi đó. Nhưng mà cái công đoạn cuối cùng này cũng là quan trọng đó nha. Chúng ta sẽ kiểm tra tổng quát lại sau khi gắn mặt nạ vô, mọi thứ đã được gắn lại. Thì chúng ta cần dùng cái remote và rồi mở CV lên, sau đó chúng ta sẽ on off để mình kiểm tra lại coi máy có bất kỳ cái sự cố gì hay không, tiếng kêu lạ hoặc là cánh đạo gió cũng như tín hiệu là nó có tốt hay là không. Các bạn để ý nha, bây giờ mình sẽ thử cánh đạo gió, bắt đèn nó sáng rồi kìa. Mình thử cánh đảo gió để coi như thế nào, nó có đảo tự động được hay không. Đấy, nó đảo tự động, nó đảo từ từ xuống kìa. Các bạn thấy không? Thì nước nó còn ứ đâu, chúng ta sẽ lấy cái dẻ lau á, chúng ta sẽ lau lại cái phần nước mà nó ứ. Rồi vệ sinh cho thiệt là sạch ở hai bên các kiểu luôn. Ở hai bên đây nè, chúng ta sẽ lấy dẻ nó lau lại hết.
lau lại tất cả cái để cho cái máy nó được sạch sẽ, không có để dơ. Và thứ hai à, đảm bảo là cái máy sau khi bảo trì rồi, vệ sinh rồi thì nó phải mạnh tốt, và kể cả những cái chức năng hoạt động của máy phải đảm bảo là tốt hết tất cả ha. Và thấy mình làm xong mình phải lau lại nè, lau bên ngoài của nó, mặc dù bên trong đã sạch rồi chúng ta kỹ hơn, chúng ta sẽ tiến hành lau bên ngoài, chỗ nào có nước chúng ta lau lại hết rồi đó. Thì sau đó nữa, đúng ra là chúng ta phải chờ, mình chờ khoảng 15 phút để xem coi cái đua nóng này nó đá lóc thì nó sẽ chạy có lạnh hay không, tốt hay không ha. Lúc nãy là mình dùng cái remote mình bấm lên về là mình kiểm tra tín hiệu của nó nè, rồi mình kiểm tra cái cửa sổ đảo của nó lên xuống có tốt hay không đó. Sau khi chúng ta ráp thiết bị lại, có những cái trường hợp một số anh em nhiều khi do công việc áp lực quá, giờ làm vội vàng á, thì nó bị cái tình trạng là gắn nó không có vô ngàm. Thứ hai đó là khi mà gắn xong rồi, rửa máy xong, vệ sinh xong, bắt đầu nó bị kêu, nó bị sự cố này sự cố nọ, nhiều khi trục trặc những cái lặt vặt á, khiến cho khách hàng cảm thấy hơi khó chịu. Vậy cho nên chúng ta có một cái khâu cuối cùng đó mà gọi là test, là test tổng quát. Sau khi chúng ta đã thực hiện cái công việc vệ sinh rồi thì chúng ta test tổng quát trở lại để coi độ lạnh, xem thôi cái cánh cửa sổ đảo nó là tốt chưa, rồi kể cả cái tín hiệu của máy ok ngon lành chưa, rồi máy hoạt động có tiếng ồn gì lạ hay không thì chúng ta phải kiểm tra lại hết. Coi như cái video hôm nay là mình đây cũng là thực hiện xong cái công đoạn là vệ sinh máy lạnh cho các bạn xem ha. Thì chúng ta sử dụng cái chiếc pa ke mở các ngạm ra. Các bạn lưu ý ngay chỗ cái lúc mà mình xịt cái quạt á, thì các bạn lưu ý khi mà chúng bạn có vệ sinh máy lạnh ở nhà hoặc là đến nhà khách làm đi, thì các bạn lưu ý đối với hiệu Toshiba này còn tương đối là đơn giản nha. Đặc biệt cái hiệu mà Daikin với cái hiệu mà Mitsubishi thì hai cái loại máy này nó cực kỳ là khó chịu nha. Cho nên các bạn hãy lưu ý gì đó. Cho nên các bạn hãy lưu ý lại. Thì tại cái loại máy Mitsubishi á, họ thiết kế họ bị cái khuyết điểm là cái motor quạt nó hở. Thì khi chúng ta mà xịt cái nước á, chúng ta mà che không kỹ ha, nó chỉ cần văng một chút xíu nước vô trong cái motor, hoặc là cái tiếp điểm mà cái giắc điện á, nó vô chút xíu nước thôi là đảm bảo bị chạm, bị nổ liền, nó nhảy báo lỗi liền, nó không cho máy hoạt động. Thì lúc đó lại khách hàng lại hiểu lầm chúng ta là làm tầm bậy cho máy người ta, hoặc là ở nhà mình không biết mình làm bậy á, mình làm không đúng cách, không đúng kỹ thuật thì nó gãy, nên nó xảy ra cái tình trạng đó. Thì cái đó phải đi sửa bo và sửa cái quạt lại tốn mấy trăm ngàn ha, mình phải lưu ý cái chuyện đó. Rồi, tất cả những gì mình cần nhắn gửi cũng đã trao đổi với các bạn rồi, chia sẻ rồi. Thì hôm nay mình xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem cái video hướng dẫn vệ sinh cái máy lạnh. Thì mình thực hiện cái máy lạnh này nó ngay tại cái phòng của mình ở luôn, ngay tại nhà mình ở luôn, thì để cho nó chi tiết hơn. Chứ mà còn cái làm một cái kiểu mô hình á, thì cái điều đó nó không có thực tế lắm, cho nên mình quyết định mình thực hiện cái điều này ngay tại cái phòng của mình đó. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem, theo dõi và xem cái video này nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo sẽ thiết thực hơn. Mình sẽ hướng một cái chủ đề này cũng sẽ liên quan tới lắp đặt máy lạnh. Mình sẽ cố gắng làm sao để các bạn có thể xem và tự được làm và tạm làm ở nhà ha. Thì mình sẽ cần thời gian để chuẩn bị một số cái dụng cụ và thiết bị để chuẩn bị cho cái việc mà hướng dẫn các bạn lắp cục nóng máy lạnh. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.